vườn rau sạch và công bẹp. Đây cái ớt nhà mình trồng, trái quá trời trái luôn. Trái đầy cây luôn nha mọi người. Kia là đám cải bẹ xanh. Đây chỉ có một khoảnh đất nhỏ gì thôi mà mình trồng cải bẹ xanh ăn không hết á. Đây là mấy khoảng trống này là đã nhổ ăn ăn từ từ á. Còn bữa nay còn một khoảnh này nè. Trồng ăn không hết luôn mọi người. Mình trồng đất với lại cho trấu với xơ dừa mà nó rất là tốt. Đây cái ớt nữa. Cái ớt này thì trái nhiều nhất. Còn đây là đám rau cải mới vừa trồng khoảng một tuần. Nên là thấy mề vậy. Rồi bây giờ mình chơi với em mình bẹp. Bẹp suốt nào à? Đám rau sạch mới trồng được một tuần nè mọi người. Nay cô Quy này là ở nhà trồng rau ăn chứ không có đi đâu hết. Rồi em bìm bịp em nha. Cầm Tư qua bên đó. Quan giả lúc trước á, em bị thương em bay về đây cái mình cho ăn nói kêu vậy đó. Mình bị quan giả chứ mình không có nuôi rồi á, nó bị thương cái nó bay về đây mình cho ăn ít cái bây giờ nó quen rồi nó lành rồi nhưng mà nó bay đi đâu á lâu lâu cái nó bay xuống đây chơi. Bẹp ăn gì chưa? Kêu nghe. À, ý, em mổ được con nhái. Ê, em mổ con nhái. Rồi, em mổ con nhái. Ô, hay quá bẹp ơi. Ừ. Anh gần sao anh mổ được con nhái này. Em ra đây ăn bẹp. Anh con bẹp bẹp bắt mồi. Đó. Nó mổ được con nhái này mà. Em ngồi ngoài đây ăn bẹp. Trời. Ăn hết con nhái chưa? Ăn xong bay lên cây đậu. Kêu nghe nghe. Kêu mấy em bẹp. Ăn con nhái no luôn phải không? Kêu nó nghe. Kêu đi. Kêu đi. Hoài vậy gì nước rồng hay nước lớn. Đi đâu đó? Đây tên cái xào đồ nhà mình. Kêu nữa nghe. Kêu nữa nghe. Dí mà dí ta cũng mệt nữa. Đi qua đi lại dí thôi. Kêu nghe. Kêu nghe. Kêu nghe. Kêu nghe. Ăn một con nhái là no rồi đúng không? Cái mỏ của nó nhọn cái ớt này. Em đi giết tình mới nghe xào đồ.
Có cái xào đồ cho mày đi chơi cũng sướng ha. Xẻ cánh ra chi vậy? Xẻ cánh ra chi vậy? Đó, mọi người, con Điệp thấy thương quá à. Mà nó không cho mình đụng. Đi đi qua. Nó kêu quyết luôn, nó kêu đã thiệt chứ. Bay đi coi, xè cánh đây. Xè cánh ra đây. Để có cái sào đồ cho mày đi qua đi lại, mày chơi cũng sướng à. Bay thôi, bay. Bay. Bay đi. Tờ vậy mà không bay luôn nè, rung rinh sào đồ mà không chịu bay. Bay 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 bay. Không bay luôn ha. Bắt bằng thịt nha. Nhấu lông ngâm rượu nha. Bay bay. Nhảy xuống đây. Nhảy xuống đứng lên cái máy giặt. Ăn cũng nhái no rồi kêu nha. Kêu nữa đi. Kêu nghe. Kêu cho mọi người cùng nghe coi, mọi người chưa có nghe rõ tiếng con người Điệp nó kêu ta. Đó. Như đó. Đứng im nó đi. Chụp bên hình nha. Quay mặt đây chụp bên hình coi. Ủa, nghe luôn ta. Quay hình ra mặt chụp bên hình coi. Tạo dáng đi. Kêu người đã thiệt chứ. Mình đứng sát ảnh luôn rồi. Bịp bịp kêu nước lớn nước rồng. Bây giờ nước rồng hay nước lớn mà bịp bịp kêu hoài. Nãy giờ kêu quá trời luôn á. Đứng ỉa lên đó nha. Muốn kêu phải gục cái đầu xuống vậy hả em Điệp? Muốn kêu phải gục cái đầu xuống vậy mới kêu được hả? Hả? Tay đây. Đừng mổ nha cha. Mổ tay tôi cái là tiêu tôi luôn á. Đậu thôi, tôi sợ cái mổ nhọn quá. Cái mỏ của nó một rồi nó quay qua cái mình sợ nó mỏ à. Đã thiệt chứ mình Điệp mày kêu với tao nghe đã gì đâu á. Tạo dáng chụp bên hình coi. Dáng chụp bên hình coi. Bay ra vườn rau chụp bo cho đẹp. Đi. Thôi cái mền của người ta mẫu rách. Cái mỏ nhỏ kinh khủng. Cái quai luôn à. Giờ bay lên đậu lên cái máy giặt. Đây cái máy giặt nhà mình nè. Nãy giờ anh đi xào đồ giờ anh ra máy giặt anh. Tạo dáng cho đẹp chụp bên hình coi. Ôi. Mày bay đi tao quay cái coi. Đưa cái chổi lên nó mổ nè. Hung dữ chứ ớn. Bay tao quay cái cảnh bay cái. Mình đưa cây chổi ra cái mỏ này nó giữ đi chứ không phải nhìn đâu. Không bay đi nha, đi làm nha. Bây giờ đi làm rồi tạm biệt nha. Tối không biệt. Đi làm nha, bye bye nha. Bữa khác lại chơi nha.